Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, ngược dòng lịch sử, nhìn về thời kỳ các vua chúa xưa, nhiều người thường cho rằng các vị hoàng đế đều đề cao quyền lực của bản thân và bắt mọi người phải cung phụng thông qua cách xưng hô. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa của các danh xưng mà các vị vua tự nói về mình qua từng thời kỳ lịch sử, đó là một sự thật hoàn toàn khác. Có thể thấy, dưới mỗi triều đại, các bậc đế vương thường có cách xưng hô khác nhau. Có người xưng là hoàng đế, bệ hạ, có người lại tự xưng là trẫm, là quản nhân. Liệu đã bao giờ quý vị thắc mắc về những tên gọi trên hay chưa? Vậy những danh từ này có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Quả nhân, người ít đức. Cách xưng quả nhân xuất hiện sớm nhất trong lịch sử từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trong tả truyện kể về Tống Mục Công, trị vì từ năm 728 trước Công nguyên đến 720 trước Công nguyên, quyết nhường ngôi cho cháu thay vì con trai. Năm 720 trước Công nguyên, khi Tống Mục Công ốm nặng, ông cho truyền đại tư mã Khổng Phụ Gia nói muốn lập con của Tuyên Công là Dữ Di lên nối ngôi. Trong khi các quần thần muốn lập Công tử Phùng, con của Tống Mục Công lên làm vua. Lúc đó Tống Mục Công nói: hãy phò tá phụng sự Dữ Di, lấy xã tắc làm trọng. Như vậy dù quả nhân có chết cũng không hối hận. Ông còn bắt con trai là Công tử Phùng sang nước Trịnh làm con tin, nhường ngôi cho cháu, con của vua Anh Tuyên Công là Dữ Di chứ không phải con mình. Dù có ý kiến phản đối nhưng ông vẫn quyết định như vậy để báo ơn anh đã nhường ngôi cho mình. Nhìn nhận về chữ nghĩa bề mặt, quả nhân là từ dùng để chỉ người ít đức, tiếng tự xưng khiêm nhường của vua, tự cho mình là người ít đức, hay là người về phương diện đạo đức vẫn làm chưa được tốt. Các bậc đế vương xưa thường đều nhìn nhận vương vị của mình là thần Phật trao tặng. Thần Phật chỉ giao nhiệm vụ này cho người có đủ phẩm đức cao quý. Nếu một vị vua thiếu đi đức hạnh, vương vị tất cũng sẽ mất đi. Vì vậy, các bậc đế vương tự xưng như vậy để thể hiện sự khiêm nhường. Một điều đáng chú ý là vào thời cổ đại, mặc dù các hoàng đế tự xưng mình là quả nhân, ít đức hạnh, nhưng không có ý nói muốn lũng đoạn, ngông cuồng. Cô, người cô độc. Cách nói này cũng bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Theo khảo cứu của học giả Triệu Dực đời nhà Thanh, trong các nước chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua của những nước có thực lực mạnh đều tự xưng mình là quả nhân, và những nước có thực lực yếu, vua thường tự xưng là cô. Tại sao họ xưng như vậy? Nguyên nhân vì mặc dù là nước yếu nhưng họ vẫn là vương của một nước, đó là những người có quyền lực tối cao trong nước, khiến người bình thường không dám gần gũi. Do đó, vương của các nước chư hầu này tự xưng là cô với ý nghĩa người cô độc, cô đơn. Sau thời Tần Hán, vẫn có hoàng đế tự xưng là cô. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, quần hùng giấy khởi. Một số vị hoàng đế của các nước chư hầu chia cắt một phương như Tôn Quyền thời Đông Ngô cũng tự xưng là cô. Trẫm, bắt đầu đề cao quyền lực tuyệt đối, là từ gốc Hán, nghĩa là ta đây. Trong Ly Tao, câu thứ hai Khuất Nguyên có viết: trẫm Hoàng Khảo viết Bá Dung, và được dịch là cha đã mất của tôi tên là Bá Dung. Trên thực tế, trong thời kỳ tiền Tần và thậm chí là vào thời cổ đại, trẫm chỉ là một từ ngữ bình thường và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, không có sự phân biệt cao thấp giàu nghèo. Theo ghi chép trong cổ văn Thượng Thư, Y Doãn, nhà chính trị và tư tưởng đầu thời nhà Thương, đã 3 lần dùng từ trẫm để tự xưng. Hoàng đế đầu tiên dùng cách xưng hô này là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Trước thời Tần Thủy Hoàng, vua chúa xưng là cô, hay gia hoặc quả nhân. Sau khi thống nhất lục quốc, Tể tướng Lý Tư đã đề nghị Tần Thủy Hoàng không tự xưng mình là cô hay quả nhân mà xưng là trẫm để giữ gìn uy nghiêm của hoàng đế. Hơn nữa, chỉ có hoàng đế mới được xưng là trẫm. Sau thời Tần Thủy Hoàng, trẫm trở thành từ tự xưng độc quyền của hoàng đế. Bất cứ ai đều không được tự phép gọi mình là trẫm, nếu không sẽ bị nghi ngờ muốn lạm quyền cướp ngôi nhiếp chính. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính thì tự xưng là Trẫm, thực ra là cách phát âm chệch đi của từ Chính. Sau này Lưu Bang lật đổ Tần, lập nhà Hán. Do vốn là người ít học, không biết nguyên do đó, chỉ biết Tần Thủy Hoàng xưng là Trẫm nên cũng học theo, tự xưng là Trẫm. Có quan lại biết báo cáo lại, tuy nhiên vì sự đã rồi, người dân đều biết Lưu Bang tự xưng là Trẫm. Vì thế về sau, các vua đều tự xưng như vậy. Các hoàng đế Trung Hoa tự xưng mình là Trẫm. Văn hóa truyền thống này cũng ảnh hưởng tới các quốc gia như Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên. Các thiên hoàng Nhật Bản luôn tự xưng mình là Trẫm. Bệ hạ thể hiện sự cung kính của người dưới. Thời cổ đại, chữ bệ ra đời sớm nhất, quả thật là để chỉ bậc thang từ phía bên dưới đi lên đỉnh đài. Bệ có thể được làm bằng đất, có khi được làm bằng gỗ, với rất nhiều kiểu dáng, từ đơn giản đến uốn lượn cầu kỳ. Vào thời cổ đại, cũng chỉ có vua hoặc chư hầu mới có cách xây dựng đài làm nơi ở của mình. Dần dần, bệ trở thành bậc thềm trong cung điện của quân chủ. Theo ghi chép trong các tài liệu lịch sử, hoàng cung thời cổ được thiết kế tương đối kỹ lưỡng. Bảo tọa của hoàng đế được đặt ở trên cao, từ dưới nhìn lên bảo tọa có một hệ thống bậc thềm. Những bậc thềm này được gọi là bệ. Để bảo vệ sự an toàn của hoàng đế, các thị vệ được chia ra đứng ở hai bên bậc thềm. Lúc thiết triều, các đại thần đứng ở phía dưới. Khi các đại thần muốn dâng lời bẩm báo điều gì, không dám gọi trực tiếp thiên tử, cho nên gọi bệ hạ. Ý tứ là bản thân muốn nói với hoàng thượng, nhờ thị vệ dưới bậc thềm truyền lời. Qua đó cũng để biểu thị người có địa vị thấp hướng đến người có địa vị tôn quý để góp ý. Trong thuyết văn giải tự, Hứa Thận có nói: bệ thăng cao giai dã, tùng phụ bỉ thanh. Nghĩa là bệ là bậc cấp đi lên cao. Trong từ điển Hán ngữ hiện đại giải thích về chữ bệ, đơn giản là bậc thềm, bậc thang trong cung điện. Bệ hạ là phía dưới của bậc thềm. Điều này có thể tìm thấy trong các tư liệu lịch sử. Danh sĩ Thái Ung triều Đông Hán có viết: gọi là bệ hạ, tức quần thần khi nói với thiên tử, không dám chỉ đích danh thiên tử, cho nên nói với người dưới bệ để truyền lời. Ý là người có địa vị thấp hướng đến người có địa vị tôn quý. Vì thế, bệ hạ trở thành danh từ chỉ hoàng đế, chỉ việc đại thần đợi ý chỉ dưới bệ. Hoàng đế ngồi ở trên bệ cao chờ người chuyển lời lên. Ngoài từ bệ hạ thì các từ như các hạ, điện hạ, tại hạ, tất hạ cũng là có hàm ý chỉ sự tôn kính của người bề dưới đối với người bề trên như vậy. Từ sau triều đại nhà Tần, từ bệ hạ chuyên dùng để chỉ hoàng đế đã được sử dụng một cách phổ biến. Như trong Sử Ký, Tần Thủy Hoàng Bản Ký, từ Mã Thiên có viết: từ thời thượng cổ, không ai có uy đức bằng bệ hạ. Từ bệ hạ ở đây là chỉ hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Thưa quý vị, như vậy, dưới thời phong kiến, bề tôi thường gọi vua là bệ hạ. Nhưng dưới thời Lý, Trần, ở nước ta có những quy định cách xưng hô với nhà vua rất khác thường. Vậy thời Lý, Trần ở nước ta gọi vua là gì? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: năm Thiên Thành thứ 7, tức năm 1034, đời Lý Thái Tông, nhà vua xuống chiếu cho các quan, khi có việc ở trước mặt vua thì gọi là triều đình. Sử thần Lê Văn Hưu bình luận rằng: thiên tử tự xưng là Trẫm, là dư nhất nhân. Bề tôi gọi vua là bệ hạ, chỉ chỗ thiên tử ở là triều đình, chỉ chỗ chính lệnh ban ra là triều sảnh. Từ xưa không thay đổi xưng hô. Nay Lý Thái Tông lại bảo các quan gọi mình là triều đình, sau Lý Thánh Tông lại xưng là vạn thặng, Lý Cao Tông bảo mọi người gọi mình là Phật. Đều không theo phép ở đâu, mà là thích khoe khoang. Lấy tư tưởng nho giáo, Lê Văn Hưu cho rằng Khổng Tử nói: danh bất chính thì ngôn không thuận, là thế. Sang đến đời Trần, đời vua đầu tiên là Trần Thái Tông. Sau khi lên ngôi tới 25 năm, đến năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 18, tức năm 1250, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng: nhà vua xuống chiếu cho thiên hạ gọi vua là quốc gia. Ta không rõ cách gọi vua là quốc gia duy trì trong bao lâu, chỉ biết rằng đến năm 1258, vua Trần Thái Tông nhường ngôi cho Thái Tử Hoàng, tức Trần Thánh Tông, để lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đó về sau thì sử đều viết bề tôi gọi hai vua Trần là Thượng Hoàng và Quan Gia. Việc gọi vua bằng quan gia lần đầu tiên xuất hiện trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ở đoạn chép về việc khi có sứ phương Bắc đến mà tư đồ Trần Quang Khải đang theo vua Thánh Tông đi đánh giặc. Thượng Hoàng Trần Thái Tông mới gọi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đến, muốn giao cho ông chức tư đồ để tiếp sứ Bắc. Hưng Đạo Vương trả lời: "Dự tiếp sứ giả, thần không dám chối. Còn như thăng chức tư đồ, thần không dám vâng mệnh. Vì quan gia đi đánh giặc phương xa, Quang Khải đi theo hộ giá, mà bệ hạ tự làm việc phong chức, e lòng người trên dưới, sợ có chỗ không yên, mà cũng không vừa ý quan gia và Quang Khải. Đợi xa giá trở về, việc phong chức cũng chưa muộn." Như vậy, khi xưng hô với Thượng Hoàng, Hưng Đạo Vương vẫn gọi Thượng Hoàng là bệ hạ. Cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào năm Bảo Phủ thứ 5, tức năm 1277, vua Trần Thánh Tông đã hỏi Uy Văn Vương Trần Toại về nghĩa của từ quan gia. Uy Văn Vương đáp rằng: "Thời Ngũ Đế coi thiên hạ là của chung, thời Tam Vương coi thiên hạ là nhà chung, cho nên gọi là quan gia." Vua Trần Thánh Tông khen ngợi Uy Văn Vương có kiến thức rộng. Trước khi cướp ngôi nhà Trần, khi cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế vẫn đang làm vua, Hồ Quý Ly đã tự xưng là quốc tổ Trương Hoàng. Khi làm công văn thì đề là phụng nhiếp chính quốc tổ Trương Hoàng, dù vẫn chỉ tự xưng là Dư mà chưa dám xưng là Trẫm. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh năm 1425, sau khi từ Nghệ An vào lấy được Tân Bình và Thuận Hóa, các tướng suy tôn Bình Định Vương Lê Lợi là Đại Thiên Hành Hóa. Từ đó, các mệnh lệnh, dụ văn phần nhiều lấy bốn chữ ấy để xưng. Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua nhưng chưa xưng danh hiệu hoàng đế, chỉ xưng là Thuận Thiên Thừa Vận Duệ Văn Anh Vũ Đại Vương, hiệu là Lam Sơn Động Chủ. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ xưng với quần thần là Trẫm, quần thần gọi vua là bệ hạ. Vua Lê Thái Tổ phong cho con trai trưởng là Lê Tư Tề làm quốc vương, hoàng tử Lê Nguyên Long, sau này là vua Lê Thánh Tông làm thái tử. Lê Thái Tổ ban lệnh chỉ quy định nếu ai có việc đến quốc vương và hoàng thái tử thì dùng chữ khải, chứ không được dùng chữ tấu, và xưng là quốc vương điện hạ, thái tử điện hạ. Nếu quốc vương có tuyên cáo hiệu lệnh gì thì dùng chữ quốc vương chỉ huy, không được dùng chữ sắc. Tuy nhiên sau đó Tư Tể bị phế, từ đó về sau nhà Lê không còn vị thân vương nào được phong tước quốc vương nữa. Thời Lê Trung Hưng, quyền hành trong nước vào cả trong tay các chúa trịnh. Các chúa trịnh đều được vua Lê phong tước vương. Các quan, nhân dân gọi các chúa trịnh là điện hạ. Khi có việc trình lên chúa thì gọi là khải, chứ không dùng chữ tâu. Trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, ở đàng trong, vị chúa Nguyễn thứ 8 là Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát, năm 1744 đã lên ngôi vương ở Phú Xuân và thực hiện một loạt thay đổi để nâng cao vị thế của mình, như đổi phù là điện, đổi chữ thân làm chữ tấu, gọi chính dinh là đô thành, lập lục bộ. Với các thuộc quốc như Chiêm Thành, Chân Lạp thì Vũ Vương xưng là Thiên Vương, nhưng văn thư vẫn dùng niên hiệu của vua Lê. Thưa quý vị, có thể thấy danh xưng các vị vua trong các thời kỳ lịch sử đều khác nhau. Ban đầu vua chúa ý thức được về sự khiêm nhường, nhận rằng mình cũng chỉ là người vâng mệnh trời để dẫn dắt, giúp đỡ dân chúng, nên cách tự xưng cũng không phô trương. Càng về sau, quyền lực tuyệt đối và sự uy nghiêm của người đứng đầu triều đại càng được đề cao hơn. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị có suy nghĩ thế nào về danh xưng trên ạ? Hãy để lại bình luận bên dưới video của quý vị nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!